Mời cô. Giới thiệu với cô, đây là trợ lý Trường Thịnh và luật sư của tôi. Họ là cánh tay trái và tay phải của tôi. Bên cạnh anh lúc nào cũng có những người đáng tin cậy. Tôi tin anh có mắt nhìn người. Nào, xin mời mọi người. Chúc sức khỏe. Đây là những món ăn ẩm thực của Trung Hoa, rất bổ dưỡng. Không biết là cô Chiêu Dương có thích không? Tôi rất là thích ẩm thực của Trung Hoa. Xin phép cô. Thưa Tôi xin phép. cô, đầu bếp rất là giỏi các món ăn Trung Hoa này. Dạ cảm ơn. Mời cô. Mời cô. Cuộc đời này, ngoài việc kiếm tiền ra, điều quan trọng nhất là phải biết hưởng thụ những món ăn ngon. Quan niệm của tôi là phải sống để tận hưởng từng phút giây. Ông quả là một người rất biết hưởng thụ. Ngoài việc biết hưởng thụ, chúng tôi còn biết chia sẻ nữa. Tuần sau, công ty chúng tôi sẽ tổ chức một chuyến từ thiện, phát quà và tặng nhà cho đồng bào nghèo ở Tây Nguyên. Như vậy thì quá tuyệt vời. Cô có muốn đi cùng chúng tôi không? Đây cũng là dịp để cô hiểu thêm một người bạn mới. Nếu như có lời mời của ông thì tại sao tôi phải từ chối chứ? Như vậy tôi sẽ cố gắng thu xếp. Ok, quyết định như vậy đi. Trường Thịnh sẽ liên lạc để đến đón cô. Ok, chốt. Tôi rất là khoái tính cách mạnh mẽ của cô. Mời cô. Mời cô. Dạ. Xin mời. Cô ăn đi. Chiêu Dương, anh đã cho em tất cả, tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Nếu cô có nhiều tiền, cô sẽ làm gì? Tôi sẽ dùng số tiền đó để kiếm ra nhiều tiền hơn nữa. Cô là kẻ tham vọng. Tham vọng có thể khiến cho con người ta chiến đấu không mệt mỏi vì cuộc sống này mà. Đúng. Để đạt được tham vọng của bản thân thì phải không ngừng chiến đấu.
Nếu mà từ bỏ tham vọng có nghĩa là chết. Thì ra chúng ta có nhiều điểm tương đồng quá. Cạn. Tôi có một món quà nhỏ dành cho Chiêu Dương nhân dịp lần đầu cô đến thăm nhà. Thưa ông chủ, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi mời cô. Cô có thể vui lòng nhắm mắt lại được không? Mở mắt ra đi. Võ Hiếu, sao tình cờ vậy? Ủa, Lâm Phong, sao trùng hợp vậy? Tôi đi lang thang thì gặp cậu. Nên có thời gian ngồi chơi. Được rồi. Uống bia được chứ? Được rồi. Mời anh. Cạn ly vì một người thân của hai chúng ta. Tôi cũng hiểu được cảm giác này. Tôi lại không nghĩ giữa tôi với anh lại có cảm giác giống nhau. Đây là tất cả những gì anh làm để chào đón một người phụ nữ lần đầu tiên tới nhà anh đó hả? Em là một người phụ nữ đặc biệt nên tôi phải có cách tiếp đãi hơn người. Để xem người phụ nữ đó sẽ được hưởng những đặc ân gì từ người chủ nhà hào phóng như anh. Em xem, tôi có món quà gì tặng em đi. Cho phép tôi đeo chiếc nhẫn này lên bàn tay ngọc ngà của em. Khoan, chiếc nhẫn này không phải là nhẫn đính hôn chứ? Còn quá sớm để nói đến điều đó. Vậy đây chỉ là món quà gặp mặt thôi đúng không? Không hơn, không kém. Chiếc nhẫn này thật là đẹp khi nằm trên bàn tay của em. Chúc mừng một mối quan hệ tốt đẹp đang được bắt đầu.
Hy vọng là vậy. Tôi không tin là anh đang rơi vào tình cảnh giống tôi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Anh với bạn gái anh đang có vấn đề à? Không, cô ta không phải bạn gái của tôi. Tôi đã kết hôn. Vậy anh kết hôn khi nào? Sao tôi không hay? Cũng rất lâu rồi. Hình như là 13 hay 14 năm gì đó. Thôi, anh đùa à? Tôi không tin. Kết hôn chính thức, không cần phải thông báo. Ủa nhưng mà tôi thắc mắc cô ấy là người như thế nào mà anh phải giấu kín vậy? Một người phụ nữ rất đặc biệt. Tôi tôn thờ cô ấy. Và hứa nguyên cuộc đời này, tôi chỉ yêu mình cô ta thôi. Nghe nói tôi cảm nhận được cô ấy là người rất quan trọng đối với anh. Đúng. Còn hơn cả mạng sống của tôi. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Không, tôi biết anh lâu rồi nhưng mà hình như tôi chẳng hiểu gì về người đang ngồi trước mặt tôi cả. Cậu cũng đừng có quá ngạc nhiên mà. Ai cũng có một cuộc đời riêng hết. Có vẻ anh cất giữ quá nhiều bí mật. Tôi chưa bao giờ phô trương cuộc đời của tôi để cho người khác thấy. Ok. Thử nghiệm đã thành công. Em muốn bay.
Alo anh nghe đây. Mọi người đang chờ anh ở phòng họp. Sao giờ này anh vẫn chưa đến? À, anh quên mất. Đêm qua anh nhậu quá chén. Bây giờ anh mới dậy. Vậy bây giờ anh có tới không? Hay là em hoãn cuộc họp? Bây giờ anh không tới được. Em xin lỗi mọi người giúp anh. Về cuộc họp qua đầu giờ chiều nha. Dạ ok anh. Cảm ơn em. À, anh có cần em tới nhà không? Nghe thấy giọng anh không được khỏe. Không sao đâu, anh vẫn ổn. Em cứ làm tiếp đi. Chiêu Dương. Chiêu Dương. Vậy là đêm qua cô ấy đã không về nhà. Cưng dậy rồi à? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi không nhớ gì cả. Mọi chuyện đến đều rất tự nhiên. Em không cần phải chứ. Để làm gì? Tôi chưa bao giờ uống rượu say tới mức mà không nhớ gì hết. Nhưng mà lần này thì chuyện gì đã xảy ra? Vậy thì em có chứ. Đây là món quà mà tôi đã tặng cho em không? À, anh đeo chiếc nhẫn này vào tay tôi thì tôi nhớ. Sau đó uống vài ly rượu. Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Chuyện gì đã xảy ra? Em đã ở trong một trạng thái hưng phấn tột độ. Anh cam đoan với em, đó là cảm giác rất dễ chịu. Em đã cười không ngớt. Em muốn nghe điện thoại không? Em cứ tự nhiên. Anh ra ngoài. Em nghe đây. Ờ, sao đêm qua em không về nhà? Em qua nhà một người bạn, uống rượu, ngủ lại nhà nó luôn. Tại sao không gọi anh tới đón em về? Có lẽ em say quá nên quên gọi anh thôi. Em có biết là anh lo cho em lắm không? Lâm Phong, em không phải là con nít. Anh lo lắng cho em nhiều chi cho mệt vậy? Bây giờ em là bạn gái của anh. Anh có quyền lo lắng cho em chứ. Mối quan hệ của chúng ta chưa rõ ràng. Anh đừng có kiếm cớ quản lý em như vậy. Chưa rõ ràng. Vậy em nói đi. Mối quan hệ của anh và em là gì? Là tình bạn, tình nhân hay là vợ chồng? Anh muốn nghĩ kiểu gì cũng được. Nhưng cho dù là mối quan hệ nào, anh cũng không có quyền kiểm soát em như vậy. Hiểu chưa? Anh không có kiểm soát em. Anh chỉ quan tâm em thôi. Cảm ơn sự quan tâm thái quá của anh. Em nói cho anh biết, anh nên nhớ em là một con ngựa hoang. Đừng hòng ai có thể cầm cương được. Thank you.
Hẹn gặp ở chỗ cũ. Má. Đi đâu cũng không bằng về nhà hết á. Chỉ cần về đến nơi đi, hít thở không khí trong lành là khỏe rồi. Dạ. Má, con thấy á, má với Trúc Trà về đây ở là hợp lý đó. Hai người đều không khỏe, ở chung cư tù túng lắm. Em ở đâu cũng được, miễn ở đó có mọi người bên cạnh em là em vui rồi. Cảnh cũ còn đây mà người đi đâu mất tiêu. Má nhìn ở đâu má cũng thấy bóng dáng của Chiêu Dương hết. Má. Em. Em cảm ơn anh. Má. Con biết là má rất nhớ Dư Dương. Cả nhà mình ai cũng nhớ. Nhưng má phải giữ gìn sức khỏe. Có như vậy tụi con mới yên tâm mà đi tìm Dư Dương được. Má sẽ cố. Má, tụi con sẽ luôn ở bên cạnh má. Còn với má phải cố gắng lên, để cho hai anh yên tâm mà đi tìm chị Chiêu Dương nữa má. Tất cả chúng ta bây giờ phải cố lên. Má uống trà đi má. Con tin là trà sẽ làm cho tâm má bình yên hơn. Bây giờ uống trà xong á, thì con sẽ đi mua gà nướng về. Cả nhà mình ăn gà nướng đi. Ai cũng mệt rồi, đừng có nấu nướng chia cho mệt nữa. Được. Ý hay đó. Thiên linh địa linh, hỡi con hồ ly chín đuôi, ngươi không thể ở với người. Nếu ngươi không nghe lời, ngươi cố tình hại thí chủ của ta, ta sẽ không tha cho nhà ngươi đâu. Cậu xin hồn ăn quá kiếp, tha mạng cho con trai của tôi. Nam mô ra ra quỷ bà ra 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 quỷ bà ra 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 mau ra. Con hồ ly chín đuôi mau tha thân chủ của ta ra. Thiên linh linh ư địa linh à. Cầm lấy. Kìa mẹ. Nè, về tìm cách cho cậu con trai của bà uống ngay. Dạ. Đây là ngải tiên, linh nghiệm lắm đó nha. Dạ, dạ, con xin cảm ơn thầy. Dạ thầy, cho con hỏi là bùa khi nào có hiệu nghiệm hả thầy? Hay là thầy nói cho mẹ con biết đi thầy. Cứ cho nó uống đi, uống liên tục như vậy. Uống 3 lần, nó sẽ nhả ngay con vợ của nó. Khi con trai bà, nó nhìn mặt con dâu bà, sẽ hiện ra con hồ ly. Dạ thầy. Thầy ơi, con đội ơn thầy đã cứu con trai. Dạ, con đã cứu dòng họ thầy. Nhà con. Dạ. Con đội ơn thầy. Cái nhiệm vụ cứu nhân độ thế là nhiệm vụ của thầy mà.
thầy làm phước cho đời, làm phước cho người, thầy không có tính toán gì hết đó. Đưa số tiền còn lại cho thầy luôn đi mẹ. Ờ. Dạ thưa thầy, đây là số tiền còn lại, con xin dâng cho thầy. Bảy, cất vô cất vô, còn không á làm sao mà dâng cho thầy được. Dâng là dâng cho sư phụ, để sư phụ cúng bái cái chuyện dạ, này. Dạ dạ. Nghe rõ chưa? Dạ. Để cúng cho sư phụ cái tháp. Dạ dạ dạ. Để cúng dạ, kia dạ, cho nó dạ, linh. Dạ. Hiểu chưa? Dạ dạ thưa thầy. Dạ thầy. Đây. Dạ. Dạ con gửi sư phụ à. Dạ. Coi như chuyện vậy là xong hết rồi đó. Đừng có lo, về đi. Coi như về cứ vậy mà làm nha. Cứ dạ. Cho ngày uống 3 lần. Thôi về đi nha. Từ từ rồi đợi kết quả đó rồi biết nha. Dạ dạ, dạ. Con biết thôi rồi. Con cảm ơn thầy. Con đội ơn dạ, thầy. Dạ dạ, con cảm ơn thầy. Dạ. Dạ. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ con xin phép thầy. Dạ, con xin phép thầy ạ. Alo, anh Phong bên Romantic đây. Em đặt cho anh 2 vé đi Dubai tuần này nha. Ok, chắc chắn là hạng thương gia rồi. Rồi, có gì em chuyển vé qua điện thoại giùm anh nha. Cảm ơn em. Ủa, anh định đi du lịch hả? Ừ. Nhưng mà sao đột xuất quá vậy? Anh không nhớ là tuần sau lịch làm việc kín hết rồi hả? Làm cả đời cũng chỉ để mưu cầu hạnh phúc đúng không em? Chắc là tuần sau. Có những cuộc họp cổ đông anh vẫn dự, còn những cuộc họp khác em dạy qua tuần sau nữa giùm anh nha. Nhưng mà còn việc gặp khách hàng và ký hợp đồng thì sao ạ? Em thay mặt anh luôn đi. Em có một số văn kiện của công ty, em cần anh coi lại và ký nháy. Được rồi, để anh coi. Vậy em ra ngoài làm việc. Lâm Phong chỉ dành tình cảm cho Chiêu Dương. Vậy cô gái đang làm cho anh ta hạnh phúc là ai? Hay là... Sao mình sai tới độ không nhớ gì vậy ta? Kỳ vậy ta? Mình đã uống gì ngoài rượu đâu? Quan trọng gì? Cái mình muốn có thì mình cũng đã có, và sẽ có nhiều hơn. Đẹp quá. Đây là nơi tiếp bạn bè và đối tác làm ăn. Anh sẽ tình nguyện để đi tham quan.
Ở đây có phòng xông hơi, có thể thư giãn lại được. Thiệt là đẹp. Đây đúng là một nơi thư giãn quá sang trọng. Body của em rất là đẹp. Nè, đừng có giở trò xấu xa. Cái gì cũng từ từ thôi chứ. Nếu như mà một người đàn ông đích thực thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tạo hóa ban cho đàn bà, có gì là sai, đúng không? Em nghĩ sao nếu như chúng ta nghỉ ngơi thư giãn trên chiếc giường này? Từ từ thôi mà. Anh là chủ nhân của chiếc du thuyền này hả? Đây chỉ là một thú vui, một tài sản cỏn con để giúp cho chủ nhân thư giãn sau những ngày làm việc vất vả. Anh thật là một người biết hưởng thụ đó. Kiếp người sống chỉ có một lần, ai dám chắc sẽ có kiếp sau. Cho nên mình phải làm việc và biết tận hưởng. Lỡ như sau này có nằm xuống thì không phải hối tiếc. Anh nói quá chuẩn, em vẫn luôn nghĩ về những điều này. Mời. Tôi chưa bao giờ thấy lão bàn ngã gục, si mê trước một mỹ nhân nào giống như cô gái này. Em có muốn trở thành phu nhân của ông chủ chiếc du thuyền này không? Nè, anh nghĩ là anh cho em hưởng thụ một chút vật chất này mà em có thể gật đầu đồng ý đeo gông của anh hả? Khẩu khí. Của lạ, cũng chỉ là một thời gian ngắn thôi. Đối với lão bàn, phụ nữ chỉ là trò chơi. Nhưng mà cô ta có gì đặc biệt chứ? Đâu cần phải ưu ái như vậy. Nè, đừng có nói là cậu ghen ngầm thai cho cái em gái nha. Sao tôi lại phải xen vào chuyện của họ chứ? Nhưng mà tôi nghĩ Mỹ Kỳ sẽ khó chịu vì người phụ nữ này. Được, chuyện này khá thú vị. Để coi em làm được gì. Anh không tin vào bản lĩnh của em sao? Tin chứ. Anh tin em là một người phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh. Có những chuyện người khác không dám làm mà em lại dám làm. Cứ để họ đấu cợt với nhau đi. Chúng ta sẽ có phim để coi. Anh chỉ quen biết em một thời gian ngắn, sao anh có thể đánh giá em như vậy được? Anh có học thuật về người, có thể nhìn được quá khứ và tương lai của người ấy. Dữ vậy sao? Được. Bây giờ em sẽ đi vệ sinh một chút. Lát nữa em lên, anh phải nói cho em biết là anh đoán được những gì về em. Chuẩn bị hết chưa? Dạ rồi. Thử nghiệm lần trước đã thành công, nhưng cô ta đã phát hiện ra điều bất thường. Bây giờ chúng ta phải giảm liều lại và tăng dần ở những lần sau. Dạ. Dạ. Tôi sẽ làm đúng như những gì lão bàn dặn. Anh nói Thịnh đặt bàn ở vũ trường. Ăn xong ở đây chúng ta sẽ kéo đi vũ trường chơi. Vậy là anh hiểu ý em rồi đó.
Đúng là chỉ có về ăn cơm nhà là ngon nhất. Má à, má nấu á hợp khẩu vị, ngon nữa, cây nhà lá vườn số 1 luôn đó. Má nấu ăn ngon hơn cả nhà hàng luôn đó. Vậy mà có người đã bỏ đi. Chắc có lẽ Chiêu Dương đã quen sống với phồn hoa đô thị, cơm nếp nhà không giữ được chân của nó. Má, là do Chiêu Dương suy nghĩ nông cạn nên cậu mới rời xa má, rời xa gia đình mình. Sóng gió ngoài kia đang chực chờ ập lên đầu của nó, vậy mà nó vẫn đi, còn mình thì càng không được. Má, thực sự là tinh khí của chị Dương á, ai cũng hiểu hết mà. Khi mà chị ấy đã quyết định điều gì đó rồi thì không ai có thể cản được đâu. Gia đình là nơi để được yêu thương, để được nương tựa nhau mà sống. Trước kia Chiêu Dương nó sống không cội nguồn, giờ thì lại từ bỏ hết tất cả. Mình sẽ luôn là gia đình, là điểm tựa cho Chiêu Dương, để khi mệt mỏi cô sẽ quay về nha má. Má, tụi con cần má, chị Dương cũng cần má nữa. Má phải sống thật khỏe mạnh để chờ chị Dương trở về nha má. Thôi tụi con ăn đi. Má. Má. Má thấy không khỏe, má thấy nhức đầu, má muốn nằm nghỉ ngơi. Má, để con đưa má vô phòng rồi lấy thuốc cho má uống nha. Chuyện của con coi như xong rồi đó nha. Chuyện còn lại là của mẹ đó. Giờ phải làm cách nào để gọi nó về mới được. Mẹ thấy gì cách? Cách gì? Cô nói thử coi. Nè, bớt ăn lại được không? Chuyện lớn quan trọng, sao cứ ăn suốt ngày vậy? Thì mẹ cũng phải để con nuốt cái đã rồi con mới nói mẹ nghe được chứ. Bây giờ con nói mẹ nghe nè, mẹ kêu ảnh về không được đúng không? Thì mình phải xài chiêu. Mà chiêu trò gì cứ nói đại ra đi. Mà sao cứ úp úp mở mở bực mình hả? Từ từ, mẹ nóng tính quá à. Bây giờ mẹ gọi điện thoại cho ảnh, mẹ nói là mẹ bị té cầu thang kỹ chân, hoặc là mẹ rớt xuống giường gãy tay luôn, hoặc là hơn nữa là mẹ nói mẹ vừa chạy ra đầu đường xe nó tông mẹ, mẹ bất tỉnh nhân sự. Cứ gọi đại cho ảnh là ảnh về thôi. Thôi thôi đi, tôi mới nghe cô bàn không đã thấy rung mình rồi nè. Nghĩ cách khác đi. Thì con nói ra nhiều cách như vậy á, mẹ thích xài cách nào thì mẹ xài, vậy thôi. Em bới cơm nữa cho anh nha. Anh no rồi. Trúc Trà. Dạ. Em coi lát nữa em nấu thêm cái gì nóng nóng cho má ăn giùm anh nha. Em biết rồi. Hiếu nè. Mày tính là lại nhà với má mấy ngày hay là lên trên đó liền? Nhìn má vậy sao tao đi được? Mà công việc ở trên tùm lum cũng không biết tính sao. Suy nghĩ gì nữa, một ngày không có sao hết á. Mày cứ đây với má một ngày đi, ngày mốt rồi lên trên đó. Trúc Trà. Dạ. Anh có chuyện này muốn nhờ em.